Quý vị khán giả vẫn giữ màn hình của đài 51.3. Chúng tôi đang ở trong buổi hội thoại chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và người khách mời của chúng tôi hôm nay là một người khách xa đến từ miền Nam California, đó là anh Trâm Hải. Trâm Nguyễn đại diện gia đình Việt Hải ở hải ngoại. Và chúng tôi cũng xin thưa quý vị nhìn thấy anh Trâm đang ngồi đây với một bộ bà bảo bà đen và một cái nón đỏ. Thì tôi cũng thắc mắc tại sao anh không mặc đồ lính qua dù qua rừng như mấy anh kia mà anh mặc bộ đồ đen vậy, thưa anh Trâm? Vâng, thưa chị Minh Thuy, ở cái điều một bộ đen này á, sở dĩ mà tôi mang ở đây, từ về cái đơn vị của Việt Hải đó, có được phép mặc thường phục quân phục và đi trong giới nghiêm do cấp trên cấp, cũng như là về phái bộ của bên Mỹ họ chấp nhận, là vì những cái công tác tối mật. Và đa số những cái công tác ở miền Bắc là phải hòa hợp, hòa đồng với lại địa phương, với lại dân chúng ở miền Bắc. Bởi vậy, khi những cái toán Việt Hải ra miền Bắc mà không mặc đồ đen, đương nhiên là nó đã khác tất cả những cái sự trang trí của bộ đội ở miền Bắc. Bởi vậy, cái lý do đó mà tất cả anh em phải mặc đồ đen. Cái thứ hai nữa, bộ đen này do sở dĩ hôm nay tôi mang ở đây là để biểu hiện cho sự sống chết của anh em trong những cái chuyến công tác đầy gian nan nguy hiểm. Không phải là hôm nay tôi sống ở đây và tôi mặc đồ đen này, mà tôi mang bộ đen này cho những người đã mất tích xuống biển cả miền Bắc, cũng như ở trong các lao tù của Cộng sản khi bị bắt cũng trong bộ đồ đen này. Đó là để cho tôi tưởng nhớ lại tất cả những anh em bạn bè đã hy sinh trong thời gian thập niên 60 và trong những cái ngày tháng mà trước năm 75, thưa chị. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có thể là thắc mắc hỏi tại sao mà chúng tôi được biết anh Trâm Nguyễn, thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị, qua cuốn sách này, anh Trâm Nguyễn cũng như anh Nguyễn Châu đã viết thành một tập sách dày mấy trăm trang để kể lại những chuyến công tác của gia đình Việt Hải. Và cuốn sách này đã được phát hành, tuy nhiên bây giờ hình như đã đình bản, bởi vì đã bán hết rồi, thì mấy anh đã kiếm được một số tiền bán sách để gửi về và giúp cho những Việt Hải nghèo khổ quê nhà cũng như cho các cô nhi quá phụ. Và nếu mà đọc trong cuốn sách này thì quý vị sẽ rất là cảm động khi nhìn thấy cái sự hy sinh gian khổ của một tuổi trẻ Việt Nam trong thời chinh chiến. Và cũng nhờ cuốn sách này mà chúng tôi được biết tới anh Trâm Nguyễn để liên lạc và mời anh lên đây để thưa chuyện cùng quý vị, để biết thêm một phần đời của một người lính, của một binh chủng ra đi trong âm thầm và chết cũng âm thầm. Xin nhường lời lại cho anh Hải Lăng. Dạ, thưa anh Trâm, giờ mình nói về những công tác của anh đi. Thưa anh vô lính như vậy là năm bao nhiêu anh? Tôi vô lính năm 1900, đầu thế nào giờ 68. Và lúc đó thì tôi mới được 19 tuổi thôi. Dạ. Thưa anh, anh khi anh tốt nghiệp Việt Hải rồi, thì thưa anh là anh có những cái công tác nào ra Bắc chưa? Dạ có, từ vì trong cái thời gian đó thì tôi đã có những cái chuyến công tác ra miền Bắc. Khởi chuyến công tác đầu tiên là tôi đi Hồn Cỏ thôi. Yeah. Đó, đảo Hồn Cỏ. Và sau đó thì những cái chuyến mà Loki, tất nhiên là cái Loki này có là ám hiệu của một cái chuyến công tác ở bí mật. Chẳng hạn là Cado là bắt đầu xâm nhập vào bờ, và Loki là coi như là bắt người kiểm soát ghe thuyền trên biển miền Bắc. Đó là những cái chuyến mà tôi đi là công tác ở miền Bắc, thưa anh. Thế thưa anh, như vậy có cái chuyến nào mà anh cảm thấy nguy hiểm nhất? Phải nói là cái đó vừa đi vừa run không anh? Cho tất cả những cái chuyến công tác, thưa anh, là phải nói cái công từ miền Bắc hoặc là từ miền Nam, chuyến nào cũng công tác là bắt đầu cũng nguy hiểm giống nhau, cũng sinh tử giống nhau. Từ vì toán Việt Hải thì anh biết là đi chỉ có 5 người hoặc 6 người, cao nhất là 10 người, mà đi trong bóng tối, đi vào tất cả những cái hang cùng ngõ hẻm, hoặc là tất cả những cái miền khu Việt Cộng Đông Nam, hoặc là những cái làng xóm, thôn xóm, hoặc là những cái cứ địa ở miền Bắc. Bởi cái lý do thứ nhất ở miền Bắc nó có một cái là chỉ có thời gian chỉ có 4 tiếng đồng hồ hoặc 5 tiếng đồng hồ phải hoàn thành cái công tác phá cầu, đặt mìn, rải truyền đơn hoặc là bắt người. Đó là cái ở miền Bắc. Mà trong 4 tiếng đồng hồ đó nó đi rất là nhanh. Ban đêm địa hình địa vật rất là khó khăn di chuyển. Cái điều thứ hai nữa, cái thời tiết đó là nhiều khi vào thì rất là êm, nhưng mà khi ra là sóng gió, hoặc là những cái lúc mà đi vào mục tiêu bị phát, dân quân du kích bị phát, hoặc là công an địa phương bị phát. Thành ra bởi vậy, chống chọi đủ thứ, nghĩa là mọi phía hình thức. Cái lý do đó mà tôi phải nói xác định rằng là rất là nguy hiểm. Dạ thưa anh, đã biết nguy hiểm rồi mà vẫn đi, phải đi. Thế chứ có cái công tác nào mà anh tới bây giờ anh còn nhớ và ghi cho anh một cái ấn tượng nhiều nhất trong cuộc đời binh nghiệp của anh? Vâng, cái đầu tiên mà
cái chuyến đầu tiên tôi đi xâm nhập vào Hồn Cọ là cái chuyến mà phải nói rằng là làm tinh thần gọi là lên bao nhiêu thì lúc đó mình cảm thấy rằng là khủng hoảng bấy nhiêu. Đó là bị máy bay của Mỹ gọi là thả bom. Tại vì khi vào ở tại công sự ở tại Hồn Cọ rồi á, nằm đó rồi chuẩn bị để mà thanh toán lính gác thì bắt đầu thường thường những cái phi vụ ở miền Bắc á, khi mà họ đánh bom miền Bắc xong và muốn trở ra tàu lại bao nhiêu bom thì họ phải tìm những cái đảo Hòn Mắt, Hòn Tai hoặc là Hồn Cỏ để họ thả xuống cho hết, để khi đáp xuống là hạm đội cho nó an toàn. Thì trong lúc đó là không ngờ rằng là toàn thế giới mà máy bay của Mỹ thả bom trút xuống ở trên là cách mục tiêu cả chừng không cả chừng khoảng 500-600 thước thôi. Bởi vậy lúc đó là anh biết lý do mà phải nói rằng là tiến thoái lưỡng nan, đi ra thì lại sợ tụi nó bắn, mà đi ở lại thì lại bom của máy bay thả xuống. Bởi cái lý do đó mà cái chuyến đó là cái chuyến mà phải làm tôi rất là hài hùng. Mà rồi từ vì khi về rồi anh biết là biệt hải thì nó hơi vậy, đi thì rất nguy hiểm, đi thì rất là lo lắng, nhưng mà khi về rồi thì tinh thần vẫn là tràn đầy nhựa sống của một cái người muốn ở lại đơn vị. Vâng, thưa anh, chứ sau này biệt hại thì hình như là sau này cái những cái chuyến công tác ở Bắc sau bị chấm dứt phải không ạ? Vâng ạ, ngày 1 tháng 11 1968 thì ngưng oanh tạc Bắc Việt. Thì lúc đó tất cả những cái toán miền biệt hại bắt đầu đi vào các mật khu như ở U Minh, Lê Hồng Phong, Đại Khái, với lại đi về vùng Tam Biên, những là tỉnh biên, biên giới Việt Miên thôi. Thế thưa anh, hết miền Bắc thì lại đi vào ở miền Nam. Vâng, miền Nam như vậy là trải dài ngay từ cả vĩ tuyến 17 tới Cà Mau luôn, chỗ nào biệt hại cũng đều có sự tham dự của các anh hết. Vâng, thì tất cả những cái vùng duyên hải có nghĩa là từ cơ Việt vĩ tuyến 17 vào đến Hà Tiên, bọc qua cái hòn khoái ở phía sông này kia đó Việt Miên. Thành ra bởi vậy tất cả những cái công tác này thì theo cái vùng từng vùng họ yêu cầu. Và khi làm được tất cả những cái gì rồi mà lấy được tin tức hoặc là tất cả những cái tù binh bị nhốt trong đó vào giải thoát cho họ, đó là những cái công tác biệt hại thôi. Thế thưa anh, dạo trước tôi có đọc là thì dụ như máy bay Mỹ mà rớt chẳng hạn, thế rồi người phi công Mỹ nó nhảy ra, thì có bao giờ anh đi tham dự một cái người cứu một người phi công Mỹ? Dạ, trong cái quá trình của biệt hại thì tôi có hai chuyến cứu tù binh Mỹ. Cái chuyến thứ nhất đó là năm 70 ở tại U Minh. Đó là cứu một thượng sĩ của lực lượng biệt và một đại úy của sư đoàn 21. Cái chuyến đó là cái chuyến mà tôi đi là tiền sát, cũng đi một ngày một đêm vào đúng mật khu của là Rạc Đông của là thủ trưởng tư lưới. Và cái chuyến thứ hai nữa là cái chuyến ở tại Cam Lộ và cứu trung tá Hamilton bị rớt máy bay. Thật như vậy, Cam Lộ là như là tôi đọc cái kỳ đó, tôi đọc hình như không biết là anh có qua cái sông Hiếu Giang gì đó rồi cái các quý vị phải thả người rồi mới lấy bắt được mới cứu được ông trung tá đó mà. Vâng, chuyện đó là có anh ở trong đó. Vâng, cái chuyến này thì nói thật với anh ở biệt hải á, những cái chuyến công tác đặc biệt thường thường là tuyển mộ tất cả những cái nhân viên có khả năng ở trong tất cả những cái toán còn lại ở trong đó, tùy theo cái mức độ gọi là nhân số, chẳng như 5 người, 10 người, cái điều đó là vấn đề theo sự yêu cầu của chuyên công tác. Và tất cả những cái người được tuyển chọn họ có khả năng trình độ theo trưởng toán gọi là đã biết được ở trong cái sự mà gọi là điều hành của họ. Thì tôi là cái người mà phải nói rằng là tôi không có dính dáng gì trong cái chuyến công tác này hết. Tôi là cái người đi phép và đang còn đi phép thì xe về bóc tôi đi. Và cái chuyện này thì đó là cái chuyến công tác này là do anh Nguyễn Châu anh giới thiệu tôi, cùng vì chuyện sinh tử có nhau bởi lý do đó. Và khi xuống thì tôi là cái người tiền sát dẫn toán đi vào trong cái chuyến công tác đó, thưa anh. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay rất là sôi động, bởi vì đây là tâm sự của một người lính kể lại những chuyến công tác mà anh đã thực hiện trong vòng 40 mấy năm vừa qua mà anh vẫn nhớ tới bây giờ. Và tại sao người lính của chúng ta có thể mà trường sinh, không phải trường sinh mà coi như là thoát qua những giai đoạn hiểm nghèo, trong khi một số đông đã nằm xuống trên đất địch hoặc một số năm đã bỏ xác ở trong rừng. Quý vị đừng rời màn hình, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin và thương mại. Xin cảm ơn quý vị.